À, ý là thầy nắng cho ấy. Không dạy không người dạy kêu sửa thì thầy cho á. Không rồi. Mà để bạn bè. Đã rất thì nó rất bạn bè. Ông nói tôi thì tôi thấy ok, thì ok. Bạn bè mà. My bro. Bạn đúng không? We just for them. Oh. Okay. Không rồi. Em muốn là cái này nó phải măng tươi không? Hoặc lấy măng này thì măng rửa rất sạch. Măng là măng gì? Không có tươi, không khô. Nó thật, có ngâm là măng ngâm. Ừ. Anh ăn nó thử ngon. Mà cái ra từ 12 giờ trước, chúng ta đi. Đúng rồi, nhiệm vụ anh là cứ lúc nào im lặng, không mình không có gì để nói chỉ. Anh sẽ phải nói là mai em có một phiên live mix 12 tiếng từ ngày trước đến 12 giờ đêm. Ồ, anh cảm rồi, em xuất lại cho một tí nhé. Mai em có một phiên live mix 12 tiếng từ 12 giờ trưa. Nhiệm vụ anh lên. Đúng đúng. Anh phải lên. Vâng. Tại sao mình không có gì để nói nhau? Thì ví dụ như lúc nào mình hết chuyện. Không bao giờ hết chuyện. Có chứ. Em muốn nói hết chuyện đâu. Sao còn cái tên lắp đây nhỉ? Tính xa phép được không mọi người ạ? Tính giúp bọn hơn rồi. Tuần trăng mặt ở đâu? Chụp ảnh cái chỗ nào? Anh tính là bây giờ anh tập dần này. Để người đẹp lên. Để đi chụp ảnh cưới. Tiếp theo anh bảo là mình sẽ tổ chức đám cưới ở bãi biển. Đúng. Và đi tuần trăng mật ở Maldives. Chính xác. Còn với ai thì tôi không biết đúng không? Đấy là mình nghe kế hoạch, mình nghe kể thế thì mình cũng ok. Lúc là quen bé thì đúng. Dạ ở Hà Nội. Sẽ bắt đi Hà Nội cho lại. Quen bé tặng rồi. Với ai thì mình không biết. Con tớ học trường nào? Con tiếng nào? Bây giờ đâu ấy? Con tiếng Trung hả? Đúng không? Không là ông anh còn tính cho con anh ở quen ai cơ. Nếu mà là con gái thì anh sẽ nói cho nó tâm lý thoải mái. Tâm lý thoải mái là sao? Là hẹn hò, thì cứ hẹn hò vài anh đi, chọc đấy. Đừng một quả có vài anh thôi. Nói chung là 100 anh. Kiểu gì thì kiểu, chọc đấy phải dòng. Thầy mình cũng đời mình biết rồi. Thế nào lại qua vài tay. Không thể yêu phát dưới luôn nhỉ. Cho nên là kiểu cái đầu dầu đấy. Thì con thì có thể nó sẽ hơi tử tế, nó không bảo được mình bảo. Không, giàu là cái điều kiện đi kèm đâu, nhưng phải đạo đức. Chắc chắn, xong đạo đức đủ luôn. Chứ giàu má hả, ngư quốc ngay tức. Đúng không anh? Đúng. Vào game liên quân đánh nó sẽ biết điểm tình. Đúng. Chỉ có ném cho ông tin liền. Ừ. Thì tiêu chết ngay. Sợ đúng không? Anh ra trưởng đi. Mình muốn cá là mình sẽ thu tiền từ xe không đấy. Ô tô đến nhà từ 5 triệu. Gì gì? Còn cái bát ở trên nhà, xe chỗ này là xe gửi. Còn lại, là bát thì thu hộ thôi. Khu này có thể bấy tiền. Bao nhiêu bát 5 triệu. Xe máy bao nhiêu 5 lít. Nên nếu nó không đi ra gì anh tự đi grab một hạn. Gì grab anh? Nói gì grab? Vâng. Khỏi đó mình. Khỏi. Nói ra. Gì grab của đi tiến nó chơi chứ. Anh muốn nói em là người grab đi anh. Anh sẽ đến thức lai lịch của anh. Anh biết lai lịch của anh không? Đúng không? Mình biết lai lịch trước. Em có biết lai lịch của anh không? À. Nếu mà bằng grab. Thì. Anh cái bảo với bạn nào? Bảo gì cơ? Bảo bạn ý là. Ờ ý là. Bây giờ là 10 giờ tối. Không đi lên được. Không chấp được thức. À. Nhưng không là bác không tìm con. Nhưng con cặp đây khoảng 2 triệu đây. À. Quá một giờ bác thu 2 lít. Phụ nhé. Thế con anh mang không? Đánh đổi tiền bạc à? Không. Quá 10 giờ 5 phút là anh gọi trưởng nó đi tìm luôn rồi. Nhưng mà 5 phút mà mới về. Không ai phục luôn. Ok mà. Mày đánh đổi. Đấy là con cũng sẽ phải về sớm một tí nữa. Vì cũng tiết tiền mà. Không. Nhưng mày có công tích tiền đấy đâu. Cậu mà cho đi qua đêm luôn. Phải lâu rồi, năm lái đi lùng sụp luôn. Anh biết đâu mà lùng sụp. Xong được, thì ông báo công an. Nó tắt điện thoại đi, soi mấy đường, bây giờ báo công an nha anh. Đến chỗ đi, nó để ở đây chị nè. Úi giời, nó đưa đi chị ảo, thì chị ma mà. Anh đi xe đạp ra, nghỉ luôn. Nhưng anh kiểu như là chủ tịch giả nghèo ấy ra. Chủ tịch giả nghèo, chỉ có trên phim ấy. Ngoài đời chủ tịch là chủ tịch, chứ không ai chủ tịch giả nghèo. Đấy. Anh em tìm anh chủ tịch làm sao? Nhiều người mặc bạn em thế. Tủ lòng người yêu. Ừ, có rảnh ghê. Ừ. Anh em à?
cái người kia có lùi vật chất không? Thế thì cậu không chủ tịch kiếm được thôi mà thôi. Có thật không người chủ tịch không ai sảnh cái giường là người yêu. Họ đưa cho mình thì biết người yêu mình thế nào. Người ta thế. Thật là sáng cái tóc nhiều quá. Rồi đó. Rất đó. Tôi là nghèo thật, bạn thân không thử lòng. Tôi là nghèo thật. Đây là nghèo thật không ạ? Mình không thử lòng. Không thử. Tôi lấy mặt chủ tịch cũng nghèo thật tôi. Mọi người ơi, ngày mai tôi ra từ 12 giờ trưa đến 12 giờ tối. Học thêm. Rất nhiều thứ được gửi ra. Tôi nhiều, tất cả mọi người. Rất nhiều mặt hàng. Đồ ăn nữa. Đúng. Rất nhiều. Ui anh thôi nhá, anh đây em sửa cho anh phát này. Để anh phát nào. Đây, từ sao. Vốn đậu không phải mà, chưa. Đấy, anh ăn thì à. Ủa nghe hay. Đồ rất rất kẹt nhiều lắm ấy. Đúng. Ăn đồ rất đậm. Đừng đừng. Nhờ. Rồi. Rồi cái nước chảy nữa. Đúng rồi. Rồi. Một chiều luôn. Đúng rồi. Mẹ có người lạnh không? Rồi. 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 Chút giờ chưa bao giờ mà nói thế nào. Ông được khen thế nào. Phải không thấy đâu lại. Ôi anh mà nghe mình ý là mình sẽ không thay đổi nhiều đâu. Nhưng mình sẽ kiểu biết cái form áo như nào, màu sắc như nào, chất liệu áo như nào thì sẽ tôn dáng của anh hơn. Anh được nghe em thôi đó hả? Thế nghe rồi. Chuyện này không nghe nữa. Yes. Em có 1 và 3 nữa vậy. Hả? Em có 1 và 3 nữa thì. Ok. Ok. Đối với gì có nghĩ được thế. Anh yeah. Gì đi chơi về rồi? Biết là kiểu gì? Biết là hiểu không? Đã mất luôn à? Biết là làm về luôn. Anh ấy trong tủ hết lai tây anh học. Dùng bạn ơi, đây tôi bảo hơi lạnh, tăng một số điều hòa không? Anh cảm ơn. Mười sáu anh like đúng rồi, mười sáu tôi có like đàn piano, họ đàn cao rất hơn tỷ, còn có mấy đàn 18 triệu. Ở mấy cái đó shop trợ giá khủng khiếp, mấy triệu chưa nào, mấy là khó. Nhưng mà mọi người đừng quên, mai fan chơi ra từ 12 giờ trưa đến 12 giờ tối, thời trang siêu rẻ, dương được đi, vô thời trật sang. Anh cũng đang về thời trang nhỉ, em like nhiều mặt hàng mà, mọi người tưởng bộ thời trang thì sao? Mặt thời trang, công nghệ, gia dụng, đồ ăn. Anh chỉ cần bảo like mic được rồi. Like mic. Đúng rồi, lái 2 giờ xuyên đêm mà. Sáng cao lái xong đi chuyển nước mà mình không có gì. Chứ em cũng làm một phiên lái 2 giờ rồi đấy. Em làm điện thoại. Ồ, chú lại được. Chú ok. Cái gì? Chú ok. Đúng rồi. Đâu? Không phải, chú ok. Xuyên. Ui. Này, xin mời mình nhé. Xem máy điện Vin chắc sang tháng mà. Đến ngày rồi. Ngày trước đấy. Em ăn lấy xong rồi, em cũng nhảy như anh ấy. Ừ. Sao sắp tổ đau bụng thôi. Đương nhiên em nó sắp. Nhưng mà nhá, mọi người để ý nhá. Bọn trẻ con ấy mà nó ăn ấy, mà nó về cái này, mẹ sẽ là. Để kiểu như này, ở đây anh cầm mắt đây chứ. Dù em bước ra đúng không? Ừ. Ôi mong. Ừ. Ăn không? Dạ. Ok. Một cái gì cậu? Đó kiểu đấy đó. Ví dụ như thế. Bà hay lắm. Đừng làm trái tim em đau. Anh có không nói ăn đau luôn đấy thực sự. Ăn nói rồi luôn. Mình sống là có lá piano mà đó. Piano, cơm điện, ọc khang, vô đi hòm.
nhiều lắm, được không ạ? 2-4 tiếng rồi mày. Không phải thì ăn rau nha. Đó rồi, măng, cải kem rồi mày. Hay lâu lâu lắm mới thấy. Lâu lắm mới thấy lưu. Lưu mất tích rồi. Nó rồi nói rộng hả? Lại ọc ngang có 3 triệu, có 6 triệu, ngon rất. Được. Mua này ok mà. Ăn không? Nâng cho chị mình là... Rồi, rồi. Ngày mai 12 giờ trưa đến 12 đêm còn có mặt à đi thế này chị lúc đó nhá, cảm ơn. Ngày ông à, đây là pháp lâu quá không nè, tập quá nói đang tập ăn cho mập phải mà tuổi tuổi không à. Anh đi một đầu cơm rồi đấy. Dạ. Anh đánh cái lại em để treo. Ờ, quên. Phải một bắt. Vào. À, cảm ơn mọi người. Nhiều lắm. Ngon rồi. Thế nó cũng khoai như thế này. Ok, để bắt đây. Để bây giờ bắt chắc. Có chắc là đây. Chắc để cho con bắt. Cũng không giống mọi người, tại này có mấy cái người tôi không tiện đâu tên mà khá là cho tôi khá nhận được mà chắc lớn mà ai không được giữ bên ngoài không sao em anh thích cái ảnh đấy thôi à, gì à được anh nghĩ là tìm tạm giờ kéo bạn da đen rồi da đen là còn đắt không sao mà này bùm à hiện quào đen bố rồi. Ai ngủ? Cái bạn diễn viên chính trong Lu là gì mọi người? Chị Jeremy nhỉ? Chúng ta quên. Trong phim